hấp 14kg tôm, lấy tiền công, 2,8 triệu, truyền kỳ chặt chém du khách. Nhờ một nhà hàng, ở biển Sâm Sơn, hấp 14kg tôm. Anh Quang và những người trong công ty tá hỏa, khi thanh toán, phí hấp tôm là 2,8 triệu đồng. Cửa Lò, Nghệ An là khu du lịch biển. Thu hút hàng vạn du khách, mỗi dịp hè về. Nhiều năm gần đây, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, môi trường du lịch Cửa Lò đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mùa du lịch năm nay, du lịch Cửa Lò vẫn còn những hạt sạn cần chấn chỉnh. Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Thành, trú tại Hà Nội, giữa tháng 7 năm 2018, anh và gia đình đến Cửa Lò nghỉ mát, chọn một nhà hàng hải sản có tiếng tại Cửa Lò. Anh Thành gọi nhiều món ăn, trong đó có món mực hấp. Theo giá mà chủ quán thông báo thì 1kg mực có giá 175.000 đồng. Thấy mực khá tươi ngon, anh Thành gọi hai đĩa, chia đều mỗi đĩa 1kg. Đến lúc ăn xong và gọi thanh toán, anh Thành thắc mắc khi thấy hóa đơn ghi 200.000 đồng đĩa mực, trong khi giá được thông báo là 175.000 đồng. Lúc này bà chủ quán mới giải thích, thế chẳng là em đồng ý là mỗi đĩa mực Thành 200.000 đồng, cho đầy đặn còn gì. Anh Thành khá bất ngờ bởi lời giải thích của chủ quán. Anh cho biết, số tiền mà chủ quán tính chênh lên không nhiều, nhưng chắc chắn, anh không thỏa thuận kiểu đầy đặn đĩa như thế. Mình không thích đôi co, nên đành rút tiền ra trả. Tuy nhiên, thử hỏi, nếu áp dụng chiêu thỏa thuận không rõ ràng như thế, một ngày chỉ cần 10 đoàn khách là nhà hàng đã có thể thu về con số tiền triệu, anh Thành bức xúc. Còn anh Nguyễn Thành Long, trú tại thành phố Hải Phòng, thì cho hay, đầu tháng 7 năm 2018, cơ quan anh tổ chức cho nhân viên nghỉ và ăn tại khách sạn V trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Trong một bữa ăn tối, nhân viên cơ quan mua mực sim nhờ nhà hàng hấp ăn và đã tính thêm phí phục vụ. Thế nhưng, lúc lên bàn ăn, ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên khi đĩa mực nào cũng đen sì. Anh Long hỏi nhân viên bếp ăn của nhà hàng thì nhận được câu trả lời là do sơ chế không cẩn thận. Thử hỏi, với kinh nghiệm chế biến hải sản tại một khu du lịch biển, liệu có đầu bếp nhà hàng nào lại sơ ý đến mức để xảy ra tai nạn với món mực hấp như vậy hay không? Sự việc này thực sự đã để lại hình ảnh không đẹp về du lịch Cửa Lò trong lòng anh Long. Tại khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa năm nay, hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều đã có bảng giá niêm yết, giúp khách du lịch có thể yên tâm lựa chọn đồ ăn mà không lo bị chặt chém. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số du khách, thì họ lại bị các nhà hàng, quán ăn chém đẹp ở các loại phụ phí. Như trường hợp của anh Trần Quang Thanh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giữa tháng 6 năm 2018, công ty Anh Quang tổ chức cho khoảng gần 200 nhân viên đến Sầm Sơn du lịch và đăng ký an nghỉ tại khách sạn ND trên đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn. Sau bữa ăn đầu tiên tại nhà hàng, bữa ăn thứ nhì, anh Quang quyết định mua thêm tôm tươi ở chợ về nhờ bếp ăn của khách sạn hấp cùng với các món ăn đã đặt trước. Tuy nhiên, điều khiến anh Quang giật mình, giá phục vụ với 14kg tôm mà anh mua được nhà hàng tính quá cao. Nhà hàng tính phí phục vụ với 14kg tôm là 2,8 triệu đồng. Họ lý giải, mỗi đĩa tôm được tính thêm 100.000 đồng phí. 14kg tôm chia thành 28 đĩa thì tổng phí phục vụ là 2,8 triệu đồng, anh Quang cho biết. Còn đối với mỗi con hàu nướng, nhà bếp cũng tính phí phục vụ 20.000 đồng một con, trong khi hàu tươi bán ngoài thị trường chỉ khoảng 3.000 đồng con. Vẫn biết thuận mua vừa bán. Nhưng với việc tính phí phục vụ quá cao như vậy cũng là điều khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đến với Sầm Sơn. Những hạt sạn tuy nhỏ nhưng cũng đã để lại những ấn tượng không đẹp của du khách khi đến với khu du lịch biển Sầm Sơn. Cửa Lò thiết nghĩ, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, mỗi người kinh doanh cũng cần phải đề cao chữ tâm bên cạnh lợi nhuận. Nhìn khách du lịch nhặt rác, chúng ta có thấy xấu hổ? Chỉ trong vòng mấy ngày, tôi nghe đến hai thông tin về hành động đẹp của người Nga và người Nhật liên quan đến rác thải. Câu chuyện thứ nhất xảy ra tại Nha Trang. Một nhóm khách du lịch hơn 10 người đều đặn mỗi ngày tham gia nhặt rác trên bãi biển từ tháng 5 năm 2018 đến nay. Hành động thiện nguyện này bắt đầu khoảng 6 đến 7 giờ sáng. Họ không chỉ là rác thải trên bờ, mà còn dùng kính lặn nhặt rác dưới đáy biển. Người Nga đến Việt Nam du lịch và góp chút công sức nhỏ bé này làm đẹp cho đất nước chúng ta.
Lẽ nào người Việt lại thờ ơ với rác? Biển của chúng ta không phải do chúng ta có ý thức giữ gìn, bảo vệ, mà lại cậy nhờ vào lòng tốt của khách du lịch nước ngoài. Thật đáng xấu hổ. Câu chuyện thứ hai liên quan đến người Nhật. Dù đội nhà thua trận trước Colombia trong mùa giải 4 năm trước, hay giành chiến thắng hôm nay, thì cổ động viên Nhật vẫn luôn hành xử chuẩn mực, tử tế, đồng loạt túi xuống nhặt rác tại chỗ ngồi và trên sân vận động. Người Việt thì sao? Khi màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc, rác thải ngập tràn khắp nơi trên sân vận động Mỹ Đình. Dọc phố xá, khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi đâu có bước chân của người hâm mộ bóng đá Việt, ở đó có rác. Chúng ta không quy chụp. Tất cả người Việt đều xấu xí, nhưng rõ ràng, có một bộ phận người Việt rất kém ý thức trong việc xây dựng nếp sống văn minh. Đơn cử một căn bệnh có vẻ nan y là xả rác bừa bãi. Có lẽ trước khi mong mỏi dọn sạch rác trong môi trường, chúng ta cần phải làm sạch ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nâng cao ý thức cộng đồng. Kinh hoàng không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy là cảm giác chung của nhiều người khi xem clip hàng trăm người chen lấn xô đẩy để lấy thức ăn trong tiệc buffet miễn phí ở một nhà hàng Cần Thơ vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh trong clip, khi nhân viên nhà hàng vừa mang thức ăn đổ vào những khay lớn dành cho thực khách lấy ăn thì ngay lập tức hàng chục người xung quanh lao tới, dùng kẹp gấp lấy gấp để thức ăn bỏ vào đĩa của mình. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hầu hết các khay đều trống trơn, không còn sót lại chút thức ăn nào. Đang nói ở phía trên khán đài, MC dẫn chương trình liên tục đề nghị mọi người giữ trật tự, xếp hàng, lần lượt để lấy thức ăn nhưng gần như không ai quan tâm. Nếu quý khách mất trật tự, nhân viên của chúng tôi sẽ ngưng phục vụ thức ăn cho quý vị. Mong quý khách chúng ta thông cảm, ai cũng sẽ có phần hết. Quý khách hãy giữ trật tự về chỗ ngồi để chúng tôi di chuyển thức ăn ra phía bên ngoài, phục vụ quý khách một cách tốt hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. MC lên tiếng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tuy nhiên cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn vẫn không có gì thay đổi. Thực tế, cảnh người Việt trong và ngoài nước chen lấn xô đẩy, không chịu xếp hàng và lấy nhiều nhất có thể những món mình thích là những hình ảnh xấu xí khá phổ biến trong thời gian qua. Đến mức nhiều nhà hàng ở ngoài nước dán bảng bằng tiếng Việt đại ý, nếu lấy thức ăn mà không ăn hết thì sẽ bị phạt. Tuy nhiên, cảnh xô đẩy, tranh nhau thức ăn như trong clip thì gần như là lần đầu tiên được ghi nhận bằng hình ảnh. Nhiều ý kiến cho rằng nguồn cơn xuất phát từ việc khâu tổ chức của nhà hàng này chưa tốt, nhưng tất cả vẫn là ý thức văn hóa ăn uống của người dự tiệc trong trường hợp này quá thấp. Ông bà mình vẫn luôn nhắc miếng ăn là miếng tồi tàn để nhắc nhở răn dạy việc ăn uống chừng mực, có văn hóa, đặc biệt là ở nơi công cộng. Nhưng những gì xảy ra trong clip thì còn hơn cả sự tồi tàn, vì đâu lại nên nông nổi này. Đôi bàn tay đỡ cây cầu vàng gây chú ý giữa trời Đà Nẵng. Đôi bàn tay đỡ cây cầu vàng gây chú ý ở Đà Nẵng, rất nhiều người đang ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục hút tầm mắt khi đến thăm cây cầu vàng tại Đà Nẵng. Cây cầu vàng là công trình mới ở vườn thiên thai thuộc khu du lịch Bana Hills Đà Nẵng, vừa mở cửa đón du khách vào đầu tháng 6 vừa qua. Nằm lưng chừng giữa núi rừng, cây cầu nổi bật sắc vàng, điều đáng chú ý thu hút du khách là kiến trúc độc đáo với hình ảnh cây cầu được nâng đỡ bởi đôi bàn tay màu xám tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng. Cầu vàng có độ cao hơn 1.400m so với mặt nước biển, gồm 8 nhịp với chiều dài gần 150m. Với độ cao này, cây cầu trông như dải lụa ẩn hiện vào mây trời Đà Nẵng. Cúc Lobelia được trồng dọc theo lối đi trên cầu, tạo điểm nhấn về màu sắc, hút mắt các du khách ghé thăm. Nếu như đã quá quen thuộc với cầu rồng Bana Hills thì đây chắc chắn là điểm chấm phá đem lại nét mới mẻ cho thành phố du lịch Đà Nẵng. Cầu vàng cũng là điểm tham quan nhất định phải đến ở Đà Nẵng nếu muốn có những bức hình sống ảo thật chất. Thả bộ dọc theo cầu, du khách sẽ có cảm tưởng như đang dạo bước trên mây hay như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Cầu vàng đang là điểm check-in nổi bật mùa hè này mà nhiều bạn trẻ yêu thích. Đứng trên cầu vàng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh vô tận và thiên nhiên hùng vĩ của khu du lịch Bana Hills.